xin chào quý khách hàng dạo này bán máy văn số chậm lắm nha khách hàng người ta người ta không có thích chơi văn số nữa khách hàng của em á trên, khách hàng trên kênh của em á chứ không phải em nói khách hàng chung ha máy văn số trên kia bán chậm lắm nha mọi người bán rất là chậm e3 caf uh, sau top db acoustic là nghe tất cả đều bán chậm nhưng mà mấy con mixer số á, vậy nè thì lại bán rất là chạy nha thật ra giá tiền á giá tiền mình thấy em lấy ví dụ như cái con mixer số XR12 này nè con này giá em đang bán ra là 7 triệu rưỡi ha cộng với lại cái router router này là 350 ngàn có khách hàng cần mua muốn mua router mua còn không mua thì thôi thôi cũng không sao ha nhưng mà em thấy cái bọn này thì lại bán nó lại dễ chạy nó rất là chạy mặc dù mình thấy số tiền là nó hơi cao đúng không nhưng mà thực tế nó chả cao em lấy một ví dụ hết sức đơn giản ví dụ như mình mua cái chiếc xe dream thái mà ngày xưa nó bán 50 triệu giờ bán giá 10 triệu đó lấy ví dụ như vậy đi cho nó dễ ha đó có nghĩa là cái con mixer này về mặt công năng và mặt giá trị giá trị là giá trị chất lượng nó mang lại đó chất lượng tiếng nó mang lại đó. và công năng là khả năng sử dụng của nó đó thì nó rất là rất là nhiều tiền so với cái con số 7 triệu rưỡi 7 triệu rưỡi không là cái gì không là cái gì đâu ha mọi người Tại những con văn số bình thường em thấy trên thị trường có nhiều con nó cả mười mấy triệu cũng có mà Nhưng mà nó cũng đâu có Đâu có vĩ đại như cái con này Đâu đúng không Con này người ta đẳng cấp thế giới mà Đẳng cấp thế giới thì sao em hay dùng từ gọi là đẳng cấp thế giới Đẳng cấp thế giới là làm sao mọi người biết không Thứ nhất là cái thương hiệu nè Thương hiệu beringer Nổi tiếng cả thế giới người ta biết Thứ hai là con này người ta bán toàn thế giới chứ không phải bán mỗi Việt Nam mình phải hiểu cái việc đó và mình phải gọi là giác ngộ ra được cái việc đó những gì bọn em nói là gọi là mình thật tâm thật tình mình thấy sao mình nói vậy ha đó cái con này thì cả thế giới tin dùng cả thế giới tin tưởng giá 7 triệu rưỡi nha mọi người cái router này là em đang bán là 350 ngàn em bao ship mấy khách hàng mà cứ mua hàng mà chuyển khoản cho em là em bao ship hết cái gì cũng bao ship tại vì người ta tin tưởng mình mà đúng không người ta mua hàng mà người ta dám tin tưởng mình người ta chuyển tiền Trời ơi có mấy triệu bạc thôi chứ may Nhẹ chứ có nhiều khách hai ba trăm ngàn người ta không có dám chuyển đâu Còn bọn em thì những khách hàng mà tin tưởng mình thì mình chơi Cứ tin tưởng em là em chơi tới bến sáng giờ sớm luôn ha Đây Con này là của Buffalo Air Station Con này giá thị trường em thấy cứ lên Google mà ra ra Thì eBay cũng có bán mà Cái hàng này hàng xịn mà đâu phải đầu quỳ bắp đâu Hàng xịn nha Make in China Con này toàn tiếng Nhật không à Nó không có tiếng Anh đâu toàn tiếng Nhật không à? Con này là hàng... Nói chung là hàng của công ty. Em còn... Hiện tại em đang còn 200 con. Ở đây nó có nhiều bọt lắm nha. Chứ không phải mỗi cái bọt này đâu. Em đang còn 200 cái nha mọi người. Nhiều lắm. À. Sắp tới thì em sẽ làm cái chương trình mua mixer Midas tặng cho cái cục này ghê mọi người nhưng mà chưa tại vì đang chờ cái lô hàng sau nó về công ty nhà phân phối người ta giao cho mình số lượng nhiều nhiều rồi để chiếc khấu nó cao cao chút xíu thì em mới làm được chứ cái con này nó ba, đã 350 ngàn rồi em mà làm mà mua con mixer Midas mà XMR12 mà, mà tặng cho cái con này chắc em cũng đuối luôn ha mọi người thế mục đích mình mua con này là để làm gì biết không mục đích mình mua con này á là thứ nhất là tăng cường cái lượng sóng wifi cho cái việc kết nối giữa cái laptop hoặc cái điện thoại hoặc hoặc là cái iPad của mình vào cái con XR12 nó đảm bảo là nó không bị rớt Thứ hai là cái tốc độ truyền thông dữ liệu giữa cái con này Cái con XR12 á, và cái máy tính hoặc cái laptop hoặc cái điện thoại của mình nó trơn tru, nó mạch lạc mà nó nhanh gọn lẹ nó không bị nó không bị đứt tín hiệu, nó không bị delay tín hiệu ha Delay có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chỉnh lớn nhỏ và mình kéo lên, thì mình kéo lên 1, 2, 3, 4 Thậm chí 5 giây sau nó mới lên từ cái con mixer hoặc nó bị rớt mạng thì em gọi là, là delay thì mình có cái con này thì mình sẽ giải quyết cái tình trạng đó con này em cũng bán ra cũng khá lâu và cũng khá nhiều rồi thì nói chung là chưa có khách hàng nào phản ảnh cái gì, chưa có khách hàng nào chê cái gì trong cuộc đời thì phải có lúc thế này lúc thế kia đúng không mọi người? thì có con nó nguyên, có con nó bị sida, có con nó bị yếu ke thì mình không có biết con nào với con nào nhưng mà đến thời điểm hiện tại là chưa bị than phiền cái con nào ha. thì cái con này em đã giới thiệu rất là nhiều trên kênh rồi. Ở đây mình có thể dùng các cái tính năng như sau Thứ nhất mình cho được 1, 2, 3, 4 Nhà mình chơi 4 cái micro vô cho em Vô đây ha Đây mình chơi nhạc nè Đưa nhạc left right á, kênh trái kênh phải Đưa từ điện thoại, laptop, iPad, uh, TV Đưa vô đây cho em 5, 6 đưa vô đây Rồi còn dư ờ, Dư nguyên đám này luôn ha Dư quá trời nè Dư gọt gan nè dư trống nè dư uh, guitar bass guitar đủ các kiểu ha. mình còn dư được nguyên đám này tóm lại là dư nguyên đám này mình có thể đưa vô bất kỳ cái thứ gì mình đưa vô đây thì đường ao ở đây mình sẽ có ao kênh trái ao kênh phải ở đây là mình đưa xuống đẩy nha cái con này mình đánh con này là mình phải cần đẩy công suất nha này đưa xuống đẩy nè đẩy kênh trái nè đẩy kênh phải nè hai cái ốc này là cái đường phụ á đường phụ mình sẽ đưa ra gì em sẽ đưa ra chỗ này là đánh súp nè đưa ra này đánh monitor monitor là đánh hai cái loa phòng hát karaoke của mình mà đưa ở phía phía trước đưa vô mặt mình hoặc là phía sau chĩa xuống á thì đưa phần lời ca vô đây em đưa tiếng nhạc ít thôi em đưa lời ca vô đây nhiều nhiều chút xíu ha à, đây là cái tai để mình nghe nhạc mình muốn làm gì mình làm thu âm thu huyết gì cũng được còn không làm thì thôi đó cái volume chỉnh tay phone ở đây thì ở đây nó còn cái usb ở đây nữa usb đây đây mình cắm cái usb vô mình thu âm mình hát thôi mình thu lại nó ra cái file quay ấy, file dung lượng rất là lớn thì mình phát lại mình nghe cũng như ca sĩ vậy đó cũng chín 10 với ca sĩ vậy đó cũng hát hay lắm nếu mà mình hát hay thì nó sẽ thu hay còn ở đây là cái remote cái cổng internet cái chỗ này á, là nếu mình dùng router wifi thì mình sẽ cắm từ đây vào cục cục router wifi còn nếu mà mình không chơi, mình không có mua rau tai, mình uh, tiết kiệm tuyệt đối thì mình sẽ chuyển qua, qua đây dùng wi-fi, dùng wi-fi là bản thân cái con này nó phát wi-fi, nó có cái anten này thấy không? đó, nó phát wi-fi ra thì mình dùng kích mình sẽ lấy laptop, ipad nè hoặc là điện thoại mình sẽ kết nối với con này. nhưng mà cái khả năng truyền dữ liệu trên đó thì nó hơi chậm một chút và nó hơi đi lấy một chút, nó không phải là vấn đề gì hết ha, mình kiên nhẫn chút xíu là không sao cả. còn mấy thành viên mà, còn những khách hàng mà vội vã, nhanh gọn lẹ rất là khó khăn, rất là khó chịu, không muốn đi đây cái gì cũng phải muốn nhanh, gọn, lẹ và phải có liền, thì mình mua cục router wifi cho em ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Con này là hàng chính hãng ha, bảo hành 12 tháng. Còn thằng Midas mà 12 nó giống y, 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 y xì cái hình dáng vậy nè, thì nó là bảo hành hai năm, nó mắc tiền hơn, mắc hơn hai triệu rưỡi nha mọi người. Em đang có sẵn rất là nhiều mà nha mọi người. Em đang có sẵn em đang có sẵn các cái dòng mixer thí dụ như X32 Compact ở đây nè mấy con van số thì không có bàn ở đây rồi đây em có thêm cái thằng MR12 đây hàng em để em trưng bày nha mọi người em trưng bày ở đây hàng trưng bày chứ không phải hàng cũ nha em lấy từ đồng hộp ra bỏ ra cho người ta biết người ta tới cửa hàng người ta thấy á người ta biết mình có hàng chứ mình giấu trong người mình sao ai biết ha rồi X32 rắc nữa có rất là nhiều nha mọi người rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này